Mến, đây là giống dâu tây TNP22, xuất xứ là xuất xứ của Italy, đúng không nào? Xuất xứ Italy. Đấy, cái giống này là chúng tôi cũng gieo được có 5 ngày rồi. Ở trong này thì vẫn còn hạt các bạn ạ. Đấy, xin lỗi các bạn là vẫn còn nhiều hạt. Mà trong này cũng chưa chưa gieo được ra. Đấy. Đấy, ok, bây giờ mình mở cái nắp nhá. Thì đây các bạn nhìn thấy 5 ngày đây. Thì cái hạt giống dâu tây nó nảy mầm hết rồi đây này các bạn này, thấy chưa? Hạt giống dâu tây ấy là một trong loại hạt rất bé luôn, nó tương đương với cái hạt của hạt giống cây tía tô là một này, cây cần tây rồi cần tàu đấy, cái hạt giống nó rất là bé. Giờ nó nảy mầm ấy, cây nó còn bé tí này, bây giờ vẫn phải đậy nắp lại nhé, nếu không thì nó sẽ bị chết rét. Đấy, ok, chúng ta đậy nắp lại. Nói tóm lại là đối với những cái loại hạt này thì cái phân chùn quế của chúng tôi là cân hết nhé, cân hết và có khả năng là độ nảy mầm nó rất là cao. Một gói hạt thì có 18 gram thôi, là 18 gram và có hết hạn đến năm 2026. Đấy, nhưng mà tỷ lệ nảy mầm thì cũng khá tốt. Ở trong này thì nó ghi là đây 18-22 độ, bây giờ thì mùa đông thì nó rất là thích hợp đúng không, mát và lạnh nhé. Đấy. Tỷ lệ nảy mầm độ chuẩn là 90%, độ sạch là 98%, tỷ lệ nảy mầm 80% mình thấy cũng đúng đúng không, độ ẩm là 10% thì cũng đúng đấy các bạn.